Đồ hàng chín không kịp thôi. Trời ơi, như sống trên thiên đàng á, khói mịt mù. Xe 2 đi, xe 2 đi. Hồi nữa chắc chắn cái tình trạng đó sẽ xảy ra. Mấy em xe 2 đi mấy em. Ủa nhưng mà mình cái thằng Long hồi nãy nói nó đi lấy lại cái gì thịt đi. Hơi bị nhiều. Mà bây giờ các trại nước. Không có chụp hình quay phim á. Đi xem đi anh, đi gom lại. Đi gom đi, anh đi gom đi. Mình mà nướng không hết thịt, mình mà nướng chưa hết thịt thì không ai nướng hết á. Lửa của mình là tới sáng được nó. Nó đâu có lửa. Nó làm gì có thịt mà nướng. À là có lửa nướng được. Nè nè, lên hình. Làm duyên cái coi. Quay phim á. Quay phim hả? Quay phim ai chụp hình? Đẹp quá chịu không nổi. Trời ơi nó trơ trẽn. Đây bếp này bếp của nhóm luôn. Cháy rồi, cháy rồi, từ từ. Phương ơi, hình như em chưa có lên phim của anh. Chính rồi. Em. Anh làm phim mà không có em sao được ta? Đâu có hút khách. Trời, cuối cùng mình tưởng hút khách ai ngờ là thảm họa điện ảnh rồi. Nè cho anh ăn miếng nè. Em yêu anh hơn con. Như vậy là trái rồi đó. Em yêu anh hơn con trăng tròn á, con trăng tròn nó ăn nó cắm đầu nó ăn nó không cho anh ăn. Cái này gọi là trái rồi đó. Lặng mà cười cười nữa chứ. Cười nữa nè anh, em yêu anh á. Anh yêu chưa? Chăm sóc tốt nó đi chứ đừng để nó trái kìa. Tránh sáng bước đây để nhìn thấy kìa nó đen á. Anh bự quay lại, quay ngược lại anh đi. Anh cứ phản mặt anh vô đi anh. Nó chỉ lo cho cái mặt của anh thôi. Ừ vậy. Còn lái em là người lo cho cái bao tử của anh nè. Có cái giờ rượu hết lạnh nè, giờ đá còn một cái duy nhất còn đá nữa. Ăn nữa đi anh. Quỳnh hôm nay đóng vai bà quả.